chào tất cả các thầy cô cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài Quá trình văn học và phong cách văn học. Gian ý bài học của chúng ta gồm có phần thứ nhất tìm hiểu về quá trình văn học, phần thứ hai là phong cách văn học. Trong phần quá trình văn học chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm và các trào lưu văn học. Phần phong cách văn học chúng ta cũng đi vào tìm hiểu khái niệm và biểu hiện của phong cách văn học. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về phần quá trình văn học với một nhỏ khái niệm quá trình văn học là gì. Ta thấy rằng trong chương trình ngữ văn đã có rất nhiều bài khái quát về văn học Việt Nam, ví dụ như bài tổng quan văn học Việt Nam, khái quát văn học dân gian Việt Nam, khái quát văn học trung đại, khái quát văn học hiện đại. Trong các bài đó, soạn giả sách giáo khoa đã chú ý tới nhiều phương diện, tuy nhiên thì chủ yếu là sự phân kỳ văn học thành các giai đoạn, các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, các dòng và xu thế văn học tiêu biểu mà thôi. Còn rất nhiều yếu tố chưa được đề cập tới. Những yếu tố ấy chính là người đọc và sự tiếp nhận văn học, các hội đoàn sáng tác, các hoạt động nghiên cứu văn học, dịch thuật, xuất bản và các hình thức tồn tại của văn học. Cuối cùng là ảnh hưởng qua lại giữa văn học và các loại hình xã hội, các hình thái ý thức xã hội. Như vậy, chúng ta thấy điều không được nghiên cứu trong các bài khái quát là bản thân sự vận động của nền văn học Việt Nam trong quá khứ, gọi là nghiên cứu lịch sử văn học. Nhưng bên cạnh phần văn học sử, chúng ta thấy nền văn học của chúng ta vận động qua rất nhiều thời kỳ khác nhau, và ở đó còn có những yếu tố làm nên tổng thể đời sống văn học. Vậy, nghiên cứu văn học trong tổng thể vận động của tất cả các yếu tố chính là nghiên cứu quá trình văn học. Sơ đồ ở trên màn hình cho chúng ta thấy được quá trình văn học là gì. Đó là lịch sử văn học kèm theo với toàn thể đời sống văn học. Từ đây chúng ta sẽ có khái niệm về quá trình văn học. Quá trình văn học là sự phát triển của toàn bộ đời sống văn học qua các thời kỳ lịch sử, được gọi là quá trình văn học. Các thời kỳ gồm có cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại, đương đại nối tiếp nhau. Ở Việt Nam, chúng ta thấy văn học của chúng ta được chia làm hai thời kỳ phát triển chính, đó là văn học trung đại và văn học hiện đại. Tuy nhiên ở nước ngoài thì nó có thể phân chia thành cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại cho đến đương đại. Như vậy, mỗi thời kỳ văn học gắn với hoàn cảnh lịch sử riêng, tồn tại, thay đổi, phát triển qua các thời kỳ lịch sử xã hội. Quá trình văn học phát triển theo quy luật nào? Thứ nhất, chúng ta thấy văn học phải gắn bó với đời sống. Ví dụ, sự ra đời của văn học Pháp thế kỷ 19 đã gắn với cả cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Văn học Việt Nam sau năm 1945 đã gắn bó chặt chẽ với cách mạng tháng 8 năm 1945. Quy luật thứ hai là văn học phát triển trong sự kế thừa và cách tân. Ví dụ, văn học dân gian là cội nguồn của văn học viết. Phong trào thơ mới với hình ảnh cái tôi được kế thừa từ các nhà thơ trung đại. Tiếp theo chúng ta sang quy luật thứ ba, đó là văn học của một dân tộc tồn tại vận động trong sự bảo lưu và tiếp biến. Ví dụ, văn học trung đại của Việt Nam ảnh hưởng bởi văn học Trung Quốc và hệ thống thi pháp, thi liệu, văn liệu, song có sự sáng tạo riêng. Trên màn hình chúng ta đang thấy hình ảnh của trào lưu văn học. Trong quá trình văn học, đó có những hiện tượng nổi bật người ta gọi là trào lưu. Trào lưu nằm ở trong quá trình, nhưng đó là một biểu hiện nổi bật của quá trình ấy. Vậy trào lưu văn học là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các trào lưu ở văn học Việt Nam để hiểu xem trào lưu văn học là gì đã. Ở Việt Nam, trong các bài học chúng ta đã được biết tới các trào lưu, đó là lãng mạn, hiện thực phê phán và văn học cách mạng, hay gọi cách khác là hiện thực xã hội chủ nghĩa. Trào lưu lãng mạn nổi bật nhất với phong trào thơ mới của các tác giả như Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Duy Cận, v.v. hay nhóm tự lực văn đoàn với các tiểu thuyết truyện ngắn rất nổi bật của Thái Hưng, Nhân Linh, Thạch Lang, v.v. Thứ hai là trào lưu hiện thực phê phán với rất nhiều những tác phẩm văn xuôi của các tác giả tiêu biểu như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Phan, Nam Cao, v.v.
Còn trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa thì có các tác giả tiêu biểu như Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên. Đây là chân dung các nhà văn thuộc trào lưu văn học hiện thực phê phán. Đây là các nhà thơ thuộc trào lưu văn học lãng mạn. Và đây là chân dung các nhà thơ thuộc trào lưu văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Ta thấy các tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn thuộc trào lưu hiện thực phê phán có điểm giống nhau là phơi bày những thực trạng bất công thối nát của xã hội đương thời, phản ánh tình cảnh thống khổ của các tầng lớp nhân dân bị áp bức với thái độ cảm thông sâu sắc. Còn các tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn thuộc trào lưu lãng mạn lại hoàn toàn khác biệt. Đó là tiếng nói cá nhân đầy cảm xúc, khẳng định cái tôi cá nhân, quan tâm đến số phận cá nhân và những quan hệ tương tư. Những tác phẩm này thường chú trọng diễn tả cảm xúc mạnh mẽ và góp phần thức tỉnh ý thức cá nhân, đấu tranh chống luân lý, giải phóng con người cá nhân. Trong khi đó thì các tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn thuộc trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa thì lại coi thơ văn là vũ khí sắc bén chiến đấu chống lại kẻ thù dân tộc, là phương tiện để truyền bá tư tưởng yêu nước và cách mạng, từ đó nói lên khát vọng độc lập, đấu tranh để giải phóng dân tộc. Như vậy, từ đây chúng ta hiểu trào lưu văn học chính là một hiện tượng có tính chất lịch sử ra đời và mất đi trong một khoảng thời gian nhất định. Đó là một phong trào sáng tác tập hợp những tác giả, tác phẩm gần gũi nhau về cảm hứng, tư tưởng, tạo thành một dòng rộng lớn có bề thế trong đời sống văn học của một dân tộc. Từ đấy thì chúng ta sẽ mở rộng thêm hiểu biết bằng việc tìm hiểu các trào lưu văn học của thế giới. Sách giáo khoa đã giới thiệu cho chúng ta một số trào lưu chính. Thứ nhất là văn học phục hưng ở châu Âu trong thế kỷ thứ 15-16, với đặc trưng là văn học giải phóng con người, đề cao cá tính, chống lại sự khắc nghiệt của thời kỳ Trung Cổ. Tác giả tiêu biểu là Shakespeare hay là Cervantes. Tiếp theo, trào lưu số 2 là chủ nghĩa cổ điển xuất hiện ở Pháp trong thế kỷ số 18 và đặc trưng là coi văn hóa cổ đại là hình mẫu lý tưởng, luôn đề cao như lý trí, đề cao quy luật chặt chẽ. Tác giả tiêu biểu là Molière, Corneille. Tiếp theo, trào lưu số 3 là chủ nghĩa lãng mạn, xuất hiện sau cách mạng tư sản Pháp năm 1789, với đặc trưng là đề cao những nguyên tắc chủ quan, lấy đề tài trong thế giới tưởng tượng của nhà văn, hình tượng nghệ thuật thường có những vẻ khác thường, và tác giả tiêu biểu là Victor Hugo, Lem. Trào lưu số 3 là trào lưu chủ nghĩa hiện thực phê phán vào thế kỷ thứ 19, với những tác phẩm thiên về những nguyên tắc tôn trọng khách quan, thường lấy những đề tài từ cuộc sống hiện thực, xây dựng những tính cách điển hình nhưng lại có tính chất cụ thể, phát triển rất logic. Tác phẩm mà của dòng này tiêu biểu là của Ban Sắc của Lev Tolstoy. Tiếp theo, số 5 là văn học đi theo trào lưu chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, xuất hiện ở thế kỷ số 20 sau cách mạng Nga. Những tác phẩm này đã miêu tả cuộc sống trong quá trình phát triển cách mạng, đề cao vai trò lịch sử của nhân dân. Tác giả tiêu biểu như Maxim Gorky, Solokhov, Aragon. Tiếp theo là chủ nghĩa siêu thực, xuất hiện ở Pháp năm 1922. Những tác phẩm này quan niệm thế giới được xuất hiện trên một hiện thực mới. Đây chính là mảnh đất sáng tạo của người nghệ sĩ. Và tác giả tiêu biểu là Breton của Pháp. Tiếp theo là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, xuất hiện ở Mỹ Latin sau Thế chiến thứ 2. Những tác phẩm này coi hiện thực bao gồm cả đời sống tâm linh, niềm tin tôn giáo, các huyền thoại, truyền thuyết. Và tác phẩm tác giả tiêu biểu chính là Trăm năm cô đơn của Garcia Marquez. Cuối cùng là chủ nghĩa hiện sinh. Chủ nghĩa hiện sinh ra đời ở châu Âu sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, với việc miêu tả con người và miêu tả cuộc sống vô cùng huyền bí xa lạ và có nhiều sự phi lý. Tác giả tiêu biểu là Albert Camus. Trên màn hình thì chúng ta đang được xem hình ảnh của một số tác giả tác phẩm tiêu biểu.
Từ đây chúng ta sẽ làm bài tập số 1 trong sách giáo khoa trang 183 để hiểu hơn về các trào lưu văn học này. Bài tập yêu cầu chúng ta nhận xét vắn tắt sự khác biệt về đặc trưng của văn học lãng mạn và văn học hiện thực phê phán qua chuyện Chữ Người Tử Tù của Nguyễn Tuân và đoạn trích Hạnh Phúc của Một Tăng Gia, trích Số Đỏ của Bùi Sĩ Phụng. Chúng ta thấy cụ thể, tác phẩm Chữ Người Tử Tù là đặc trưng của văn học lãng mạn, và những tác phẩm văn học lãng mạn nói chung cũng như Chữ Người Tử Tù nói riêng thì có một đặc trưng là thường lấy đề tài trong tưởng tượng của nhà văn, xây dựng những hình tượng nhân vật mang tính chất lý tưởng phù hợp với ước mơ của nhà văn. Ở đó, trong tác phẩm này Chữ Người Tử Tù, Nguyễn Tuân đã hướng về quá khứ và tưởng tượng tình huống gặp éo le oái oăm giữa viên quản ngục của Hướng Cao, tưởng tượng cảnh Hướng Cao treo chữ viên quản ngục trong nhà giam. Từ đấy thì Nguyễn Tuân đã xây dựng hình tượng Hướng Cao phù hợp với lý tưởng thẩm mỹ của ông về con người đẹp, tài hoa, có thiên lương trong sáng, có khí phách anh hùng, dũng cảm chống lại cường quyền, bạo lực. Còn đoạn trích Hạnh Phúc của Một Tăng Gia, trích Số Đỏ là một đoạn trích tiêu biểu cho văn học hiện thực phê phán. Những tác phẩm hiện thực phê phán thường chú ý chọn đề tài trong đời sống hiện thực và chủ trương nhà văn là thư ký trung thành của thời đại, quan sát thực tế để sáng tạo lên những điển hình. Và ở trong tác phẩm này, ở trong đoạn trích Hạnh Phúc Một Tăng Gia này, thì Vũ Trọng Phụng đã xoáy sâu vào hiện tại, ghi lại một cách chân thực hiện thực đồi bại, lố lăng, vô đạo đức của xã hội tư sản thành thị đương thời. Từ đó thì Vũ Trọng Phụng sáng tạo ra một loạt các nhân vật điển hình để bóc trần bộ mặt giả dối của những kẻ thượng lưu thành thị, chôn vùi cái xã hội xấu xa đen tối đó đi. Như vậy là chúng ta đã hiểu được phần 1 La Mã, quá trình văn học. Bây giờ chúng ta sang tìm hiểu phần thứ 2, phong cách văn học. Phong cách văn học là gì? Trước khi đi vào tìm hiểu phong cách văn học, chúng ta sẽ cùng xem phong cách riêng của các nhà thơ khi viết về tình yêu. Cùng viết về tình yêu, như Xuân Diệu thì nồng nàn, đắm say, khát khao dâng hiến. Nguyễn Bính thì mơ màng, tìm về với tình yêu đồng nội. Anh Thơ thì tha thiết, minh thẹn thùng với duyên con gái. Còn Xuân Quỳnh thì vừa phong phú, phức tạp, vừa thiết tha sôi nổi. Đấy là tình yêu của một trái tim phụ nữ khao khát, yêu đương. Vậy từ đây chúng ta rút ra phong cách văn học. Phong cách văn học chính là sự độc đáo riêng biệt của nghệ sĩ được biểu hiện trong tác phẩm của họ. Phong cách văn học nảy sinh do cuộc sống và văn học luôn đòi hỏi những cái mới, những cái không lặp lại bao giờ. Và vì văn học làm sản phẩm của xã hội, dân tộc, thời đại nên phong cách cũng in đậm dấu ấn của dân tộc và thời đại. Thứ hai, chúng ta đi vào tìm hiểu những biểu hiện của phong cách văn học. Đầu tiên, phong cách văn học biểu hiện ở cách nhìn nhận, cách cảm thụ có tính khám phá ở giọng điệu riêng biệt của các tác giả. Ví dụ, Thạch Lam luôn viết những câu chuyện với giọng điệu điềm đạm, sâu lắng, giản dị mà thâm trầm. Còn Vũ Trọng Phụng thì luôn luôn có chất giọng mỉa mai, châm biếm, trào phúng. Thứ ba, Nguyễn Tuân thì lại có chất giọng vô cùng tài hoa và độc đáo. Trong khi đó, Nam Cao thì vô cùng giàu chất triết lý. Tiếp theo, phong cách văn học còn biểu hiện ở sự sáng tạo các yếu tố thuộc về nội dung tác phẩm. Ví dụ, Thạch Lam của trong những câu chuyện của mình thì hay hướng ngòi bút tới cuộc sống và tâm hồn của con người nhỏ bé. Vũ Trọng Phụng thì chú ý tới những góc khuất của xã hội trước cách mạng. Nam Cao thì lại hướng ngòi bút của mình tới những bi kịch tinh thần của con người trong xã hội trước cách mạng. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy điều đó qua việc viết về tình yêu, như là Xuân Quỳnh và Phan Thị Thanh Nhàn thì luôn thích viết về tình yêu, nhưng Xuân Quỳnh thì thật cồn cào ra viết, còn Phan Thị Thanh Nhàn thì lại dịu dàng, nhẹ thoảng và đậm sâu, lan tỏa, linh mang. Tiếp theo, chúng ta đến với biểu hiện số 3, đó là biểu hiện ở hệ thống phương thức các thủ pháp nghệ thuật mang dấu ấn riêng, như sử dụng ngôn ngữ, tổ chức kết cấu, định vị thể loại. Ở đây ta có thể thấy như là Nguyễn Tuân, khi viết chuyện, ông luôn sử dụng những câu văn linh hoạt, không theo khuôn mẫu. Còn Kim Lân thì lại thích khắc họa nhân vật giàu tính chất tạo hình. Thạch Lam
thì lại có giọng văn giàu chất thơ và có tài miêu tả nội tâm nhân vật. Tiếp theo, số 4. Phong cách văn học biểu hiện ở sự thống nhất từ cốt lõi, nhưng sự triển khai phải đa dạng đổi mới. Ví dụ Nguyễn Trãi trong Đại cáo Bình Ngô, Quân Trung từ mình tập thì giọng hùng rất là hào hùng đanh thép, nhưng trong Quốc Âm thi tập thì giọng u hoài trầm lắng suy tư. Hồ Chí Minh trong Chuyện Lật Ký thì thể hiện lối viết hiện đại, thế nhưng ở trong thơ chữ Hán thì lại mang sắc thái phương Đông cổ kính, còn trong thơ chữ Việt thì lại đậm cốt cách dân gian. Cuối cùng, phong cách văn học biểu hiện ở tính chất thẩm mỹ cao rồi tính nghệ thuật. Dù tất cả các nhà thơ nhà văn có biết gì, viết gì, có đặc trưng riêng gì, thì câu từ và nội dung trong tác phẩm ấy vẫn phải có một giá trị thẩm mỹ. Ví dụ Nguyễn Tuân, qua một loạt những chân dung nhân vật và cách viết đậm chất tài hoa nghệ thuật của ông, thì ông đã truyền tải đến cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của ngôn từ, vẻ đẹp chân dung của những con người đậm chất tài hoa nghệ sĩ giống như ông. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài. Từ đây chúng ta tổng kết lại những nét chính. Vậy quá trình văn học là một diễn tiến, hình thành, tồn tại, thay đổi, phát triển của văn học qua các thời kỳ lịch sử. Hoạt động nổi bật nhất của quá trình văn học là trào lưu văn học, và thành tựu chính của quá trình văn học kết tinh ở các phong cách văn học độc đáo. Như vậy chúng ta đã kết thúc bài học. Xin cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh đã theo dõi.